có thể cho tôi mượn viên ngọc sức mạnh được không? Tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng mụ phù thủy đã phù phép lên viên ngọc sức mạnh của tôi. Bạn có thể mang cho tôi những bông hoa cầu vồng để hóa giải phép thuật được không? Tốt rồi, giờ tôi sẽ đi tìm những bông hoa cầu vồng. Con đường này đã bị một phù thủy phá hủy, hãy giúp chiến binh Miu Miu sửa lại con đường.
sửa đường được không? Cầu vồng, viên ngọc sức mạnh này là món quà dành cho bạn.